Đấy. Ở thời điểm rằm tháng 10 chúng ta đi chùa Tây Tạng nha. Cái luôn. Đi cúng dường, ăn cơm chay. Ra đến đi mà đi ô tô thì đi thẳng lên sân chùa luôn. Còn đi xe máy thì nó có cái nhà xe. Có hướng dẫn. Bên phải là nhà ăn, bên trái là chùa. Thẳng luôn. Đông quá. Đó, đông quá Nay trời nhà đông luôn. ăn ra tới ngoài này luôn. Ừ. Mọi khi ở bên trong Đông không. lắm. Đâu đâu đây. Quá trời đông ha. Chỗ này đâu. Mọi khi ngoài này chỗ để xe Đấy. mà nay chật cứng. Chặt cứng luôn rồi. Hay là để chỗ này, sao đứt xe này được không? Sao đứt xe đỏ này được không? Không được. Lên nè, lên trên nè. Có hướng dẫn kìa. Coi chừng, coi Cẩn thận. chừng. Người quá đông. Quá đông. Đi lại cảnh chinh phục. Rồi, đâu đâu đây. Cái vị trí đổ xe đó bên Đây. phải là cái chỗ để ăn nhiều lắm. Chút Rồi, đi nữa theo chú đó. Chỉ vô. đi vô. Rồi, cảm ơn chú. Chùa ta làm công quả nữa. Không tốn tiền bạc gì hết. Chút nữa mình cúng dường được Cái chuyện trước kìa. rồi. Chắc phải bắt quay Trời rồi. ơi. Thôi. Này hư kèn à. Cái bà này thiệt. Nháy đa nháy đèn đi. Nháy đèn cái nữa nha. Vô chùa mới bóp kèn cũng kỳ. Thôi kệ, kiên nhẫn đi sao. Đỏ. Rồi đến chùa ngay giờ trưa luôn, chúng ta ăn cơm trưa nhà chùa một cái rồi chúng ta sẽ đi cúng dường nói về đó. Có phòng từ thiện kìa, ăn lấy lộc thôi chứ cúng dường đàng hoàng hai bên luôn. Bữa nay coi nhà chùa nấu những món gì nha. Cơm ăn cơm chay đi em. Đó, cho anh hai dĩa. Ở bên này coi mấy cô nấu gì bên này. Bên đây có nó bún măng. Có bún măng cháo. Đây lại có cơm chay bún măng cháo ha. Miếng này. Rồi lên cho anh em. Quá trời đồ ăn luôn, thực khách rất đông luôn nha, thực khách rất đông đó. Theo bước chân cô gái này à, đi đây theo chân cô gái này nha. Để ăn mà thiếu thì lấy thêm đó, rất nhiều đồ ăn quý vị ơi. Bây giờ thấy nè, ở bên đây mấy cô phục vụ trời ơi, đồ ăn quá trời luôn đó, mấy cô phục vụ đó, mấy cô làm công quả ở ngoài tràn ra ngoài luôn. Ăn xong rồi tự dọn nhé vậy, ăn xong rồi tự dọn chén bát. Đây. Rồi, quý vị và các bạn, để mình thưởng thức hai dĩa cơm chay. Thường là cái thời điểm rằm tháng 10 này chúng ta là cận Tết rồi. Nên không khí nó chùa nó nhộn nhịp lắm. Rồi, cảm ơn người đã quan tâm nha. Mình thưởng thức. Rồi xong rồi, ăn hết luôn rồi em. Dẹp dẹp. Đi. Thì ăn cơm chùa như là ăn buffet vậy đó. Không được tiếc, không được lãng phí. Lấy bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, ăn sạch lãng phí trước.
ngay nhà chùa thì kỳ quá ha. Đó, mấy cô làm công quả quá trời. Cho nên dẹp em, theo cô gái này dẹp, dẹp ra xin nước uống, xong rồi đi cúng dường. Đấy, đũa muỗng bên này em. Rồi xong rồi đây, đi ra cúng dường rồi xin nước uống, xin nước cũng xin nước miễn phí ở chùa luôn. Đây, chiều giờ này quá giờ trưa rồi mà vẫn còn đông ha. Cái gì thấy nè, quá giờ trưa rồi mà vẫn còn đông. Đó, bỏ vô ha, bỏ vô, bỏ vô cái thùng gọi là thùng từ thiện phước thiện nè. Rồi qua đây xin nước uống. Bên đây các món khác nữa nè. Nước ngoài kia kìa em. Đó nước á, nước ngoài đó đó, thấy không? Đó nước kìa, ta xin miếng nước đó. À, đây nè, xin nước qua đây nè mấy cô, đây nè. Đó, đó xin mấy cô nước này. Đó, hai ly, xin hai ly, xin mấy cô. Đấy, xin nước chùa uống. Cái lọc này có sẵn nè em. Đó, lấy hai ly đó đi. Uống xong rồi bỏ vào đây. Anh ly màu đỏ đi. Đó. Nước hình như nước gì em? Nước trà đường á. Trà đường, trà đường. Vị nó ngọt, thanh. Trà đường. Trà đường, trà đường. Đó, mùa này là mùa của trai gái đi đẩy hội luôn nè. Quá lạ. Rồi, chúng ta tiếp tục. Chút nữa vào chánh điện thì không có ghi hình được. Đây mình ghi cái khung cảnh xung quanh thôi. Như là cái mùa lễ hội quý vị. Rất đông vui tại Bình Dương, phải không? Còn vào trong chánh điện thì không có ghi được. Chùa không nhận kinh sách photo. Bên này là, bên này là cái gì đây em ạ? Cái gì đây? Không gian hang yên tĩnh không? Đó, bật camera góc rộng lên quay cho anh đã. Đấy, theo cô gái này đi tiếp tục đi cúng dường, đi chùa. Người ta đi hành hương quá trời luôn vì. Ở đây đúng đúng nha em. Đông quá khỏi đốt mà. Thôi về cầu nguyện được ha. À, mình vừa quay vừa cầu nguyện luôn nha. Đây là trước chánh điện nha. Đó, trước chánh điện. Rồi, vô chánh điện thì không có được quay phim chụp ảnh đâu nha. Mình xin nhắc lại đây. Rồi đây ngắm cá bình yên. Cá coi. Rồi đi, thôi về.
Chùa rộng mát lắm. Lượng khách đến ăn cơm cũng vẫn còn đông, rất đông. Rồi thôi, đã xe về thôi. Chúc quý vị và các bạn một mùa lễ hội thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi, bye bye nha.